Lúc trước chưa có dịch thì chạy ổn định bình thường, còn bây giờ là không có khách luôn. Thôi chụp vừa bán 2-3 ngày chưa hết. Trước dịch thì có bữa thì đạt hơn 200 tờ. Rồi sau dịch thì có bữa có 100 mấy tờ thôi. Đại dịch Covid-19 đang gây tác động nghiêm trọng tới nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương nhất thế giới. Lời cảnh báo vừa được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra đang trở thành hiện thực ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Những quy định về giãn cách xã hội, hạn chế đi lại đã được áp dụng tại nhiều khu vực nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh. Đối tượng chịu thiệt hại nhiều nhất chính là người lao động nghèo. Họ chưa kịp phục hồi thu nhập sau những đợt bùng phát dịch bệnh hồi năm ngoái, nay lại phải chịu thêm sức ép từ các biện pháp giãn cách rốt ráo từ cuối tháng 5. Những nhân vật trong phóng sự của chúng tôi như chú Thành, một người hành nghề xe ôm tại quận 10, cô Út, người bán dừa trái tại khu vực quận 5 và chị Liên bán vé số là những người lao động tự do với nguồn thu nhập vốn bấp bênh nay bị bào mòn đến kiệt quệ trong dịch bệnh. Lúc trước chưa có dịch thì chạy ổn định bình thường, còn bây giờ là không có khách luôn. Ra đậu thôi, rồi tới giờ vô, bây giờ nó mang tiếng chạy thì ai cũng thấy, ngày nào cũng phải ra thôi, buộc lòng phải ra. Ra rồi tới giờ vô thôi, chứ đâu có khách đâu, ai kêu đâu. Coi như là đã không có khách là coi như là không có tiền, mà không có tiền thì phải chịu thôi. Bây giờ không có tiền không có đi mua sắm hay là đi đâu được hết á. Bây giờ chú cũng không có tạo ra tiền nữa, bây giờ cũng không biết là tới đâu hay tới đó. Bây giờ không có thì xây những người nào có tiền mượn rồi đóng đỡ tiền nhà, tiền cửa vậy thôi. Chứ bây giờ người ta cũng thấy hoàn cảnh mình, ta biết rồi có thể hỏi người ta nào mượn, cho mượn rồi để xây sở cho qua tháng. Hồi đó thì bán được, bây giờ thì không có cho bán. Mình bán trốn 1-2 trái dừa thôi, chứ bán nhiều. Khi 20 chục dừa bán 2-3 ngày chưa hết. Mỗi lần ngày thường thì bán được 30-40. Bây giờ dịch không ai mua. Khi bán chục dừa 2-3 ngày, héo thú luôn, thú hư vốn. Chỉ tại vì mình không có bán được mấy người ta khách ngồi, không được. Người ta không có uống, người không cho người ngồi không uống. Nó là gì, bán đem về, đem về ít thôi. Bữa mà 5-3 ly, bữa thì bán được. Mà nói như chung là thu nhập nó một ngày nó cũng không được bao nhiêu cả. Ngày nó chỉ được 100 hơ bạc thôi, chứ không có nhiều. Nên thành thử rằng nó đủ ăn trong ngày thôi. Trước dịch thì có bữa thì được hơn 200 tờ. Bữa hơn 200 tờ, còn sau dịch thì có bữa được 300 cũng có. Rồi sau dịch thì có bữa có 100 mấy tờ thôi. Bữa nào mà giỏi lắm đi bán ế là thì được 200 tờ. Đấy ha. Cô bán có bữa ngày từ sáng mà mít đến trưa có 40-50 tờ số thôi. Covid-19 tác động, tạo ra sự thay đổi, thậm chí làm đảo lộn nhiều mặt của đời sống, tấn công mọi tầng lớp tổ chức trong xã hội. Từ những người mưu sinh hàng ngày bằng gánh hàng rong, quán nước vỉa hè, chạy xe ôm, bốc xếp hàng hóa, cho đến những nhân sự cấp cao với mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Từ những hộ gia đình quy mô nhỏ lẻ, những công ty khởi nghiệp ít vốn, cho đến những tập đoàn có tiềm lực tài chính vững mạnh. Tất cả đều lao đao trong bức tranh mang màu sắc ảm đạm chung của nền kinh tế. Giờ đáng sợ lắm, đi đâu cũng vậy thôi, mà xách xe không buồn quá, xe không đi chỗ nào kéo dây, dịch quá, dịch giờ bây giờ rất sợ chứ phải không? Thì rồi mong muốn làm sao cho mình như đừng có dịch nữa, chứ không mong muốn ngoài gì, đừng có dịch, đừng có khách có hàng là mình chạy tới chạy lui cho đầu óc mình thoải mái. Con mong cho hết, mong hết dịch để cho bà con cô bác mọi người mọi nơi để cho nó đừng có gặp cái dịch này nữa. Nói chung bà con hết trơn á, ai cũng qua hoạn nạn hết. Mình cũng sợ chứ, mình cũng đeo, chị cô cũng đeo 2-3 cái khẩu trang đó, một lớp cái gì nó chạy 4 lớp luôn á. Chứ mình cũng sợ chứ, cái này nó bằng đi qua bằng không khí mà đâu phải là cái gì đâu. Nên thành thử rằng á, nghe là mình cũng cầu mong cho đất nước nó được bình yên, cho mình cho nó khỏe bớt đi, chứ nó bây giờ nó cực quá đi. Hy vọng dịch bệnh sớm qua, để những đôi mắt này vơi bớt nỗi âu.